Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình tối nay Chủ nhật ngày 9 tháng 1, chúng tôi sẽ chuyển đến những nội dung chính sau. Ra mắt chương trình ATM Oxy hỗ trợ điều trị F0 trên địa bàn tỉnh. Ngành y tế Thừa Thiên Huế sẵn sàng ứng phó với biến chủng Omicron. Nhiều người dân Huế khá bất ngờ với việc ra đời ứng dụng Chợ Đông Ba. Ứng dụng cho phép người dùng sử dụng điện thoại thông minh đi chợ ảo rất dễ dàng mà không cần phải đến chợ trực tiếp. Tin chi tiết, sáng nay Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết, năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề chưa từng có bởi đại dịch COVID-19, nhưng sản xuất công nghiệp của Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cao hơn mức tăng trưởng của năm trước. Tính chung cả năm 2021, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 4,82% so với năm 2020. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 6,37%, đóng góp 62,4% tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Trong đợt dịch thứ tư bùng phát, ngành đã cùng các bộ ngành địa phương cơ bản cung ứng kịp thời, khá đầy đủ các hàng hóa dịch vụ thiết yếu, phục vụ sản xuất và đời sống người dân, ổn định giá cả hàng hóa, khai thác các hình thức thương mại, các loại thị trường, góp phần tiêu thụ hàng triệu tấn nông sản tới vụ cho nông dân trong hoàn cảnh giãn cách xã hội. Xử lý kịp thời các vướng mắc trong lưu thông hàng hóa, nguyên vật liệu, phục vụ sản xuất, giải tỏa kịp thời những ách tắc tại các cửa khẩu, bến cảng nhằm duy trì các hoạt động xuất nhập khẩu. Năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước ước đạt gần 670 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 23% so với năm 2020. Đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp, Việt Nam đạt xuất siêu với mức thặng dư khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Để góp phần đạt tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước năm 2022, ngành công thương phấn đấu đạt các mục tiêu như chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng khoảng 7-8%, tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 6-8%, cán cân thương mại duy trì trạng thái thặng dư. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 7-8% so với năm 2021. Đối với Thừa Thiên Huế, năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 38.500 tỷ đồng, tăng 9,15%. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP ước đạt 5,9%. Sản lượng nhiều sản phẩm duy trì ở mức tăng khá, cụ thể như bia, sợi các loại, quần áo, xi măng, men frit. Hiện nay, một số doanh nghiệp may mặc lớn trên địa bàn như Công ty Cổ phần Dệt May Huế, Công ty HBI, Công ty Scavi đã ký hợp đồng thực hiện đơn hàng với các đối tác đến hết quý 2 năm 2022. Trong năm mới 2022, tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu công nghiệp tăng trưởng thêm 10%, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt trên 45.000 tỷ đồng, giá trị kim ngạch xuất khẩu hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ. Sáng nay tại hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh đã diễn ra chương trình phát động cuộc thi lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông và sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng đại học. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đại diện Hội Công nghệ thông tin và Điện tử Viễn thông tỉnh và các đơn vị liên quan. Huế ICT Challenge là cuộc thi do Hội Công nghệ thông tin và Điện tử Viễn thông tỉnh Thừa Thiên Huế và Trường Đại học Khoa học Đại học Huế xây dựng và đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và sự phối hợp của các đơn vị cấp tỉnh. Website chính thức của cuộc thi đã được công bố tại địa chỉ http://hueictc.huec.edu.vn và http://hueictc.huedita.vn. Thông qua website, các em học sinh sinh viên sẽ được hướng dẫn đầy đủ về cách thức, thể lệ, hình thức tham gia và thời gian thực hiện. Trong những năm vừa qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế chưa có cuộc thi quy mô lớn dành cho tất cả các em học sinh đam mê lập trình. Huế ICT Challenge 2022 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, đam mê nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông của sinh viên các trường cao đẳng đại học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Xây dựng một cầu nối giữa các bên, chính quyền, hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp, các đối tác trong ngành công nghệ thông tin và điện tử viễn thông, trường cao đẳng đại học, phát hiện các ý tưởng hoặc ứng dụng có ý nghĩa mang tính thực tiễn, từ đó có sự hỗ trợ cần thiết để hoàn thiện và tham gia các cuộc thi sản phẩm, ý tưởng sáng tạo cấp tỉnh, cấp quốc gia. Từ sự hỗ trợ của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, sáng nay Hội Doanh nhân trẻ Thừa Thiên Huế và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức ra mắt chương trình ATM Oxy hỗ trợ điều trị F0 trên địa bàn.
Với thông điệp trao oxy nổi dài sự sống, tại buổi lễ ra mắt, dự án đã tiếp nhận 200 bình oxy 8 lít, trong đó có 141 bình oxy và 141 đồng hồ oxy được chuyển đến 141 trạm y tế phường xã trên toàn tỉnh nhằm hỗ trợ ngay và kịp thời tại mỗi địa phương. Số còn lại do ban vận hành ATM oxy trực tiếp hỗ trợ F0 khẩn cấp tại nhà. Bệnh nhân F0 khi được chỉ định dùng bình oxy sẽ được thanh niên tình nguyện viên tổ hỗ trợ chăm sóc F0 tại địa phương, vận chuyển từ các trạm y tế tới tận nhà và ngược lại. Việc cấp oxy cho người bệnh để được trợ thở kịp thời chính là liều thuốc hữu hiệu giúp cứu chữa cho bệnh nhân COVID-19. Vì vậy, việc thực hiện chương trình ATM oxy với sự tham gia của lực lượng đoàn viên thanh niên địa phương, các đơn vị sẽ kịp thời giúp cho các bệnh nhân nhanh chóng tiếp cận nguồn oxy để duy trì việc điều trị, chữa bệnh. Những ngày đầu năm 2022, cùng với sự xuất hiện của biến chủng Omicron trong nước, công tác phòng chống dịch cũng đã đặt ra những yêu cầu mới cấp thiết hơn. Dù vẫn còn nhiều thông tin trái chiều về biến chủng mới này, tuy nhiên việc chủ động các biện pháp của các cấp các ngành vào lúc này là hết sức quan trọng nhằm kiềm chế dịch bệnh trong thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, ghi nhận của phóng viên thời sự. Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế để sẵn sàng trước làn sóng lây nhiễm chủng mới Omicron là yêu cầu cấp thiết đối với ngành y tế hiện nay. Biến thể Omicron cũng là một cái biến thể có nhiều đột biến, nhưng mà nó có một tính chất cực kỳ quan trọng, đó là cái mức độ nguy hiểm nó thấp hơn cái chủng Delta. Vì vậy cho nên là tỷ lệ người nhập viện và tỷ lệ tử vong nó giảm đi rất là nhiều. Và rất nhiều nghiên cứu của nhiều tác giả thì người ta phát hiện rằng có thể là biến chủng Omicron có thể là một trong những cái liều trình vaccine tự nhiên mà virus nó gây nhiễm cộng đồng rất là mạnh, và cuối cùng là bệnh nó sẽ thoái biến và đến một lúc là sẽ không còn cái COVID nữa, mà nó trở thành một cái bệnh đặc hữu diễn ra hàng năm như cúm mùa hoặc là cảm lạnh thông thường. Từ dịch COVID-19, năng lực của hệ thống y tế tỉnh nhà đã không ngừng lớn mạnh, từng bước đáp ứng được các yêu cầu thực tiễn của diễn biến dịch. Tỉnh đã tổ chức thêm 13 cơ sở điều trị F0 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, vừa và cả bệnh nặng. Nguồn nhân lực của ngành y tế cả trong và ngoài công lập được huy động tổng lực và được tập huấn về công tác lấy mẫu, truy vết, xét nghiệm và cả chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19. Toàn tỉnh có 41 đội phản ứng nhanh đã thành lập tổ y tế lưu động điều trị F0 tại nhà, xây dựng điểm tiêm chủng COVID-19 cố định từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố Huế. Tổng năng lực xét nghiệm PCR của các đơn vị toàn tỉnh đã có thể thực hiện hơn 22.000 mẫu một ngày. Đội ngũ y bác sĩ và các cơ sở y tế đã đạt được những thành quả nhất định trong công tác điều trị các ca bệnh F0 ở các mức độ. Tất cả đã sẵn sàng để ứng phó với chủng mới Omicron. Chúng tôi rất là chú trọng đến cái việc tiêm chủng để chúng ta phải đảm bảo được toàn dân cái mũi cơ bản, 2-3 mũi tùy từng loại vaccine và tiêm nhắc lại. Cái thứ hai là cái cách phòng ngừa một cách chủ động, có nghĩa chúng ta phải ngăn từ sớm, chặn từ xa. Chúng ta phải phát hiện được cái nguồn vào, chúng ta phải giám sát cộng đồng, và trong cái giám sát cộng đồng khi phát hiện được thì chúng ta cố gắng cắt đứt được cái nguồn lây và cũng cắt đứt được cái đường lây truyền. Còn khi có biểu hiện triệu chứng thì chúng ta hiện tại đã chủ động trong cái việc phân tầng để đón nhận những cái người mà không ai bị nhiễm như vậy, với cái thái độ ứng xử hết sức là linh hoạt và rất là khoa học. Địa phương cũng đã chuẩn bị rất tốt cả quá trình đối phó này, tại vì thứ nhất là bao phủ vaccine đã làm rất là tốt rồi, cách ly tại nhà thì làm cho cái yếu tố đầu tiên, yếu tố tâm lý của người mắc bệnh họ yên tâm hơn. Cái thứ hai là họ được chăm sóc tốt hơn, và có trạm y tế lưu động và trạm y tế thì họ sẽ theo dõi họ sát sao hơn. Nếu có bất kỳ cái biến đổi nào liên quan đến nguy cơ diễn tiến nặng thì lập tức họ sẽ liên hệ với cơ sở y tế, và như vậy thì mình sẽ bảo đảm được là chăm sóc tốt hơn cho những người có nguy cơ mắc bệnh nặng, những người có bệnh nền, và sẽ giảm được nguy cơ tử vong. Bên cạnh việc truy vết, phát hiện F0 trong cộng đồng, triển khai các biện pháp khoanh vùng, cách ly, chặn đứt đường lây nhiễm bệnh của virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng, đang được ngành y tế và chính quyền địa phương các cấp phối hợp tích cực, song song với thực hiện hiệu quả nguyên tắc 5K, vaccine, ứng dụng công nghệ và ý thức của người dân. Chủ động xây dựng các kịch bản, phương án để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch COVID-19 chủng mới trên địa bàn. Điều này sẽ góp phần từng bước kiểm soát, khống chế dịch bệnh, ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế địa phương trong thời gian tới. Dịch bệnh COVID-19 được xem là phép thử đối với tất cả cơ sở thương mại dịch vụ. Tại chợ Đông Ba, từ dịch vụ đi chợ hộ thông qua việc đặt hàng qua Internet hay điện thoại được triển khai trong năm 2021, thì đến thời điểm đầu năm nay,
nhiều người dân Huế khá bất ngờ với việc ra đời ứng dụng Chợ Đông Ba. Ứng dụng cho phép người dùng sử dụng điện thoại thông minh đi chợ ảo rất dễ dàng mà không cần phải đến chợ trực tiếp. Đây là giải pháp vừa phù hợp trong điều kiện dịch bệnh trước mắt, vừa mang tính lâu dài. Ghi nhận của phóng viên thời sự sau hơn một tuần triển khai. Anh Nguyễn Văn Thắng, mấy hôm nay ngoài làm việc chuyên môn ở ban quản lý chợ thì còn kiêm luôn cả việc mua đơn hàng theo yêu cầu của khách hàng. Đơn giá, cả thực phẩm cần mua đều đã có sẵn. Theo khung giờ của khách hàng chọn, anh sẽ đem đến giao tận nhà. Đương nhiên là không quên phun khử khuẩn tất cả các hàng hóa để đảm bảo phòng dịch. Ngoài giờ hoặc là giờ nghỉ trưa hoặc là những ngày mà em nghỉ phiên, nghỉ ở nhà thì em mới đi nhận những cái đơn hàng thêm này thì cũng có một phần thu nhập cho cá nhân và đó cũng là cái màu cơ sắc áo của chợ và tụi em cùng lấy đó và cố gắng hoàn thiện hơn để cho cái áo càng ngày càng trở nên tốt hơn. Ứng dụng Chợ Đông Ba được đưa vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1. Nó hoạt động tương tự như các ứng dụng mua sắm điện tử đang thịnh hành hiện nay. Người dân truy cập vào và tham quan các gian hàng, trên đó có sẵn giá cả để lựa chọn. Sau khi đã chọn tất cả các mặt hàng cần mua, chỉ việc bấm gửi và chờ điện thoại xác nhận để nhận hàng. Điều thú vị là trong mỗi mặt hàng đều có những thông tin giới thiệu về thành phần, tác dụng để người dân có thể tham khảo trước khi mua. Đối với khách du lịch thì đây cũng là một hình thức rất hay để giới thiệu những đặc sản Huế. Từ ngày mà app ra mắt là vào ngày 1 tháng 1 tức là Tết Dương thì ứng dụng Chợ Đông Ba đã nhận được rất nhiều cái đơn hàng đặt hàng của bà con. Và tất cả các đơn hàng mặc dù là ứng dụng mới ra mắt và mới thử chạy nhưng mà vẫn nhận được rất nhiều cái ý kiến phản hồi tốt đến từ mọi người. Khách hàng sẽ có rất nhiều cái phương thức để mà phản hồi đến ban quản lý, tức là có thể thông qua fanpage ban quản lý và có thể thông qua tổng đài của chương trình. Hiện nay hầu hết các mặt hàng bày bán ở chợ đều đã có mặt trên ứng dụng. Riêng mặt hàng tươi sống hiện chưa được đưa lên vì đây là loại hàng dễ ôi thiêu khi vận chuyển. Việc đi chợ online như thế này để đảm bảo lâu dài thì cần tạo được uy tín với khách hàng. Ban quản lý chợ cũng đã phổ biến đến các tiểu thương về việc bán hàng đúng trọng lượng, tươi ngon cho khách đặt qua ứng dụng. Mình lựa hàng thì hàng chỉ thì nhìn đây mặt hàng thì tùy theo cái mặt hàng, có mặt hàng Đà Lạt, mặt hàng Hà Nội, nhưng mà hàng bây giờ mà thường là mình bán đồ đẹp cho người ta, giống như một hồ mà, là họ không trách mình trách người đi mua, không phải trách mình, nhưng mà hàng thì chỉ thấy hàng chuẩn đó hết đó. Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nên hiện nay cả hoạt động thương mại điện tử đang dần trở thành thói quen của nhiều người tiêu dùng. Tuy mới đưa vào hoạt động và cũng còn gặp nhiều trở ngại về việc bố trí nhân lực, nhưng việc xây dựng và đưa vào hoạt động một ứng dụng đi chợ như thế này đã thể hiện được tinh thần chủ động, linh hoạt, thích ứng với dịch bệnh của ban quản lý chợ, đồng thời cũng bám sát với chương trình chuyển đổi số mà tỉnh đang triển khai sâu rộng hiện nay. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2022 nhằm đảm bảo đủ về quy mô và chất lượng trên các yếu tố cơ bản là trí lực, thể lực và kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức, đáp ứng tốt yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, kế hoạch còn phấn đấu đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế, vận hành sàn giao dịch việc làm trên môi trường mạng. Ngoài ra, phấn đấu trên 30% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo trình độ sơ cấp, trung cấp. 40% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng. Phấn đấu trên 85% học sinh sinh viên tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng nghề nghiệp và đại học đạt trình độ chuyên môn, tay nghề đáp ứng yêu cầu thực tế của nhà tuyển dụng. Phấn đấu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyển sinh đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng 15.000 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 68%. Nội dung trọng tâm là xây dựng triển khai cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ra soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện đồng bộ các chính sách phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền vận động sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững năm 2022 nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả việc sản xuất nông sản thực phẩm không an toàn, xóa bỏ hoàn toàn hiện tượng phân biệt sản xuất để ăn và sản xuất để bán. Theo đó, phấn đấu đạt trong năm 2022 là 50% cơ sở sản xuất ban đầu, sơ chế, kinh doanh nhỏ lẻ nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn.
loại trừ hoàn toàn hiện tượng phân biệt sản xuất để ăn với sản xuất để bán. 50% các huyện, thị xã và thành phố Huế xây dựng nhân rộng mô hình của Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm đặc thù OCOP, áp dụng quy trình quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm trong phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm cho các sản phẩm chủ lực trên địa bàn theo tiêu chuẩn quốc tế. 50% các cấp hội cập nhật ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ tiên tiến vào tuyên truyền vận động, giám sát sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn. Kế hoạch được kỳ vọng sẽ thúc đẩy việc áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm trong phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế vì sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng và góp phần phát triển nông nghiệp bền vững. Thưa quý vị, thời gian qua, đường dây nóng thời sự nhận được phản ánh của nhiều hộ gia đình tại xã Lộc Hòa về vụ việc nhiều diện tích ao hồ trước đây do ban kinh tế mới của xã đào đắp phục vụ sản xuất đã bị một cá nhân tự ý bán sang tay cho người khác với giá cao. Đáng nói hơn là cá nhân đứng bán chính là ông Nguyễn Trai, trưởng thôn Nam Khe Dài. Vì vậy, người dân nghi ngờ có sự tiếp tay của cán bộ xã. Thực hư vụ việc này ra sao, phóng viên thời sự đã vào cuộc tìm hiểu. Tìm hiểu về vấn đề này, chúng tôi được biết, sau ngày đất nước thống nhất, nhiều hộ gia đình ở vùng thấp ven biển Đầm Phá đã lên Lộc Hòa xây dựng kinh tế mới. Trong những công trình tập thể của giai đoạn xây dựng này có ao cá nước ngọt ở thôn Nam Khe Dài, xã Lộc Hòa. Đây là công trình được Ban Chỉ huy xây dựng kinh tế mới xã Lộc Hòa phát động. Người dân tham gia đào đắp ao cá bằng nguồn lực từ việc quy đổi lương thực, hỗ trợ xây dựng kinh tế mới. Nhưng đến nay, gia đình ông Trai đã tự ý bán cho người khác, rồi lại tiếp tục sang tay với giá hàng tỷ đồng, gây bức xúc cho người dân nơi đây. Đã thông đồng bán và sáng lập cái hồ này thì dân chúng tôi cũng rất bức xúc. Thì hôm nay tôi cũng đại diện cho một số hộ dân là có đơn kiện, nhưng mà hiện nay cơ quan chức năng họ cũng chưa trả lời đến nơi đến chốn. Thành thử cũng mong quỹ đài, luật sư để làm thế nào để là coi như đòi lại công bằng về vấn đề cái công sức ngày xưa của bọn tôi là coi như làm ở trên cái mảnh hồ đó. Nếu giống như mà cơ chế mà xã hoặc huyện nếu mà đưa cái hồ này vào làm của công thì bọn tôi là coi như nhất trí 100% hoàn toàn, nhưng mà đây lại không phải của công mà lấy của công mà đưa lại làm lại của tư nhân. Thứ nhất, thứ hai nữa là quá như là làm ăn để là có tính chất là lợi. Trao đổi vấn đề có hay không việc bắt tay giữa công chức địa chính với ông Trai để bán đất chung của xã. Ông Nguyễn Hữu Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc Hòa cho biết, nguồn gốc đất này đã được ông Trai khai trong bản đồ sử dụng đất của xã từ rất lâu. Việc san lấp hơn 1.000 mét vuông mặt nước để trồng cây ăn trái là có sự việc này. Còn trao đổi, sang nhượng thì chưa có thể hiện biến động trong hồ sơ quản lý của địa phương. Việc bắt tay giữa cán bộ Ủy ban nhân dân với cá nhân ông Trai đang được điều tra làm rõ. Qua kiểm tra thì xác định lại cái nguồn gốc sử dụng đất thì từ trước đây thì cái hồ của ông Trai nó sử dụng ổn định từ trước tới nay. Đó, trước đây thì có cái bán kinh tế mới thì có cái ốc cả nhưng mà sống sử dụng. Sau này đây ông Trái sử dụng ổn định và có cái kê khai đất và cái nguồn gốc sử dụng đất thì để năm 2003 thì được cấp giấy. Như vậy là có thể hiện cái hồ và ông sử dụng ổn định. Cái này thì theo quy định thì ông đã làm cái bia rồi thì ông sử dụng theo cái nguồn gốc sử dụng đất thì ổn định thôi. Còn cái việc mà gọi là đất đỏ là đất công thì trong quy định và là các cái hồ sơ thì thể hiện. Không chỉ riêng với việc hồ nuôi cá, mà tại Lộc Hòa có nhiều thắc mắc về đất, giấy tờ thủ tục liên quan đến đất. Nhưng khi được hỏi vì sao không giải quyết và giải thích cho người dân rõ, chỗ nào được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỗ nào là đất của Ủy ban nhân dân huyện giao cho xã quản lý. Thay vì phải giải thích, giải quyết đơn thư thì Ủy ban nhân dân xã nên lập các bản vẽ quy hoạch chi tiết sử dụng đất và công khai để người dân rõ và tránh tình trạng khiếu nại kéo dài. Hơn nữa, nên làm rõ về những tiêu cực của cán bộ địa phương, tránh hiểu lầm, gây mất đoàn kết trong cộng đồng. Phần cuối là một số tin tức giao thông. Theo tin từ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, sau gần 2 tháng mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngành đường sắt đã bán được hơn 24.000 vé. Cụ thể, vé bán cho hành khách đi tàu thống nhất từ ngày 20 tháng 1 đến 13 tháng 2 năm 2022 là hơn 17.300 vé. Vé tàu khu đoàn là hơn 6.600 vé.
Ngoài số vé đã bán thanh toán thành công, còn lượng lượng vé đặt chỗ qua web, qua các ứng dụng bán vé trên điện thoại. Những ngày cận Tết, nhu cầu khách đi tàu Tết đang tăng dần, lượng vé bán ra mỗi ngày tăng khoảng 1.000 vé trong những ngày gần đây. Để đáp ứng nhu cầu hành khách đang tăng dần trong dịp Tết, ngành đường sắt sẽ tiếp tục mở bán đôi tàu thống nhất SE9-10. Nghị định 123 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ đường sắt vừa được chính phủ ban hành, quy định rõ các trường hợp không đủ điều kiện để thu phí tự động không dừng. Cụ thể, phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với người điều khiển xe không đủ điều kiện để thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng, xe không gắn thẻ đầu cuối hoặc gắn thẻ đầu cuối mà số tiền trong tài khoản thu phí không đủ để chi trả khi qua làn thu phí điện tử không dừng, đi vào làn đường dành riêng cho thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng tại các trạm thu phí. Đáng chú ý, nghị định cũng quy định xử phạt đối với hành vi trốn tránh không trả tiền qua trạm thu phí. Cụ thể, phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng đối với người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện trốn tránh không trả tiền dịch vụ sử dụng đường bộ khi lưu thông qua các trạm thu phí. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.